À, bây giờ chúng ta tới cái phần số 2 để chúng ta am hiểu hơn về cái mô hình hội chợ. Thì cái phần tiếp theo là chúng ta cần hiểu về cái khái niệm hội chợ và chúng ta cần làm rõ nó. Thì các bạn thấy, hội chợ được xem là một cái công cụ quan trọng trong marketing hỗn hợp. Thì các bạn nên hình dung vậy. Lúc xưa mà chúng ta chưa có cái mô hình online thì hội chợ là một trong những cái kênh mà rất là quan trọng để doanh nghiệp chúng ta tìm kiếm khách hàng. Chúng ta chỉ có khách hàng thông qua những cái kênh khi mỗi lần chúng ta đi xúc tiến thương mại thông qua hội chợ này. Ngày nay cũng vậy, kênh online là quan trọng nhất. Thì cái kênh qua hội chợ đó là cái kênh quan trọng số 2. Đó là lý do mà một cái doanh nghiệp để chúng ta phát triển thì chúng ta có rất là nhiều hình thức để chúng ta có được tìm kiếm khách hàng của mình. Thậm chí khi mà các bạn muốn có đơn hàng ở nước ngoài, có khách hàng ở nước ngoài thì các bạn phải bay qua bên đất nước của họ, các bạn phải tham gia gặp gỡ họ, tham gia các cái hội chợ thì chúng ta mới có được khách hàng. Trong một số mô hình doanh nghiệp thì cái mô hình này là cái mô hình mà phải phải nói là nó đứng số 1 luôn. Chính vì yếu tố đó chúng ta phải hiểu được sức mạnh của việc chúng ta tham gia hội chợ này. Để tham gia hội chợ tốt thì thứ nhất chúng ta cần có cái sự chuẩn bị tốt, và chúng ta tham gia có định hướng mục tiêu tại hội chợ rất là rõ ràng. Và đây là nếu chúng ta biết cách thì đây là một cái phương pháp marketing mà chúng ta ít tốn tốn kém. Các bạn nên nhớ là chúng ta như là những người thợ săn vậy đó, người kinh doanh mà chúng ta giống như một người thợ săn vậy đó. Và nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải trang bị cái công cụ săn, chúng ta trang bị đồ chơi như thế nào để chúng ta bắt được con mồi với chi phí tối thiểu nhất. Đó là những người thợ săn chuyên chuyên nghiệp, nên đó là lý do mà chúng ta các bạn cần những cái kiến thức về cái khóa học này. Tiếp theo, marketing qua hội chợ thành công là một cuộc đua khó khăn, nhưng chỉ những người tham gia thông thạo và vượt qua tất cả ba cái trở ngại sau thì sẽ là những người chiến thắng. Cái ý đây mình muốn nói với các bạn là các bạn cần phải có kiến thức về cái lĩnh vực vực này. Các bạn cần phải có chiến lược cho nó. Thứ nhất là các bạn chuẩn bị cho hội chợ. Các bạn chuẩn bị những cái gì? Chút xíu mình sẽ nói. Các bạn cần phải tham gia với một cái tinh thần là tham gia để chúng ta chiến thắng, tham gia để chúng ta có khách hàng. Mình ví dụ đi cái chỗ tham gia nè, thì mình liên tục mình gặp các cái doanh nghiệp từ lúc mà họ biết mình có cái chương trình này, thì mình liên tục gặp các cái doanh nghiệp khi mà họ tham gia hội chợ ngày thứ nhất, cả một ngày thứ nhất họ không có khách hàng. Ví dụ năm vừa rồi mình gặp một bạn là bạn kinh doanh về nấm linh chi, và cả một ngày đầu tiên bạn không có khách hàng, trong khi khách hàng đến gặp bạn rất là nhiều nhưng mà bạn không chốt được đơn hàng nào hết. Thì sao ạ? Thì chiều hôm đó bạn mới gặp mình và mình chỉ cần chia sẻ với bạn một cái chiến lược trong bán hàng thôi. Thì qua ngày hôm sau, 4 giờ chiều hôm sau thì bạn gọi điện thoại lại cho mình, và bạn nói là rất là bất ngờ, chỉ cần áp dụng chút xíu như vậy thôi mà ngày hôm đó bạn chốt được 10 đơn hàng. Cái đây là một cái ví dụ mà các bạn biết là nó rất là thực tế. Và thường thường chúng ta tham gia hội chợ rồi thì chúng ta một cái khâu rất là quan trọng là những cái chiến lược phía sau hội chợ đó, nó là cái gì thì phần nhiều là mọi người quên quên mất. Và chúng ta chút xíu nữa thôi mình sẽ giới thiệu cho bạn rất là bài bản từng bước 1, bước 2, bước 3 chúng ta tham gia hội chợ như thế nào. Cảm ơn các bạn rất nhiều.